Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách làm sao để có thể khóa cái dữ liệu ở trên Google Sheet, hoặc là nhiều bạn hay gọi là bảo vệ trang tính này, khóa dữ liệu này, đóng băng dữ liệu này, ở trên Google Sheet đấy, nó đều là một hết. Thì bây giờ mình sẽ gọi một cách là khóa dữ liệu nhé, hoặc là bảo vệ dữ liệu ở trên trang tính Google Sheet. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm. Giả sử bạn có một cái trang tính như thế này. Đấy, trang tính như thế này, có những cái vùng dữ liệu như thế này. Bây giờ mình muốn khóa cái vùng dữ liệu này vào. Đấy, khóa cái vùng dữ liệu từ A này đến đến K này, từ A1 đến K9 này chẳng hạn này. Đây, mình bôi đen nó lại nhé. Đấy, từ A1 đến K9 đấy. Mình bôi đen nó rồi đấy, hoặc là mình chọn như này cho các bạn dễ nhìn. Từ cột G đến cột K đấy, mình bôi đen hết từ cột G đến cột K đấy, mình chọn xong rồi nhé. Sau đó mình chọn đến vùng dữ liệu, sau đó ở vùng dữ liệu mình chọn đến vùng bảo vệ trang tính và giải ô, nó có hình cái khóa này, nó ở đây. Ở đây thì nó sẽ có 3 phần. Thứ nhất là phần mô tả. Ở đây mô tả là bạn sẽ nhập vào là bạn mô tả cái vùng bảo vệ này nó như thế nào, để khi mà bạn nhìn vào ấy thì bạn biết được cái bảo vệ này là nó bảo vệ cái vùng dữ liệu từ đâu đến đâu, bạn có thể hình dung được. Đấy, bạn mô tả làm sao để khi mà bạn nhìn nhìn vào bạn biết được ngay là nó bảo vệ cái gì và gồm những ai có thể chỉnh sửa. Đấy, nó là như vậy. Còn đến phần thứ hai là phần giải ô. Giải ô là gì? Giải ô là cái giải ô, nó sẽ mô tả là cái giải ô nào được bảo vệ. Đấy, các bạn hình dung không? Ở đây thì mình có giải ô là từ cột G đến cột K đấy, được bảo vệ đúng không? Đây là mình chọn chữ rồi. Còn nếu như mà bạn không muốn, bạn có thể thay đổi. Đấy, ví dụ như là bạn ấn vào đây này, chọn giải dữ liệu này. Đến đây bạn có thể vẫn thay đổi nhé. Đây, bạn có thể thay đổi là từ cột C đến cột H. Đấy, nó thay đổi đây này. Bạn thấy không? Thì bạn có thể chọn trước hoặc là chọn đến đây bạn có thể thay đổi, chuyện bình thường. Ok, đấy là phần giải ô. Sau khi chọn xong thì bạn ấn ok là xong này. Đó, đấy đây là phần giải ô. Còn tiếp theo là phần trang tính. Ở đây bạn không muốn thì bạn xóa đi này. Đấy, ở trang tính thì đến mục trang tính này thì nó như thế nào? Trang tính có nghĩa là gì? Bạn nó sẽ bảo vệ, tức là nó khóa toàn bộ cái trang tính này, ngoại trừ khi mà bạn ấn vào đây nó sẽ có ngoại trừ một số cái vùng dữ liệu nào bạn không muốn bảo vệ, tức là bạn không muốn khóa đấy. Thì khi mà bạn không muốn khóa thì cái vùng dữ liệu đấy người khác có thể xem và sửa được, tức là chỉnh sửa được, thao tác được. Đấy, ví dụ như là bạn là bảo vệ toàn bộ cái trang tính là BCTHT11 này đúng không? Nhưng ngoại trừ cột từ cột C đến cột H có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái vùng dữ liệu từ cột C đến cột H này người khác có thể chỉnh sửa được. Đấy, các bạn hình dung không? Hoặc là các bạn có thể chọn lại như này. Mình chỉ muốn là từ C5 cho đến C9 thôi. Đấy, mình sẽ chọn như thế này thì nó sẽ bảo vệ toàn bộ cái vùng trang tính này, và nó ngoại trừ cái vùng dữ liệu từ C5 đến C9 này. Thì khi mà người khác vào cái trang tính này, người ta có thể xem và có thể chỉnh sửa cái vùng dữ liệu từ C5 đến C9, còn tất cả các vùng khác người ta sẽ không chỉnh sửa được. Đó, ý nghĩa nó là như vậy. Sau khi bạn chọn xong thì bạn ấn ok thôi, đúng không? Bạn có thể chọn là giải ô hoặc là bạn có thể là chọn là trang tính tùy theo mục đích của bạn. Bạn có thể chọn, nếu mà bạn không muốn bất cứ một chỗ nào người ta có thể chỉnh sửa thì bạn ấn tích bỏ cái ngoại trừ đi, bạn khóa toàn bộ sheet này. Sau đó bạn ấn đặt quyền, đó, bạn mô tả. Giả sử mình mô tả là bảo vệ toàn bộ trang tính. Đấy. Thế thôi. Tùy bạn nhé, bạn có thể mô tả sao cho bạn dễ hiểu là được. Sau đó đặt quyền, đó, ấn đặt quyền. Ở đây thì nó có hai mục. Thứ nhất là hiển thị cảnh báo khi chỉnh sửa phạm vi này. Đấy. Thì nếu như mà bạn chỉ muốn cảnh báo thôi. Ví dụ bạn có 3 người truy cập vào thì khi mà chỉnh sửa vào cái khu vực bạn vừa chọn ấy, thì nó sẽ hiển thị cảnh báo lên, thì nó như thế nào? Ví dụ như này,
Đấy. Khi mà chỉnh sửa thì nó sẽ cảnh báo như này. Đấy, nó sẽ thông báo một cảnh báo như thế này, nhưng mà mình vẫn chỉnh sửa được nhé. Đấy, vẫn chỉnh sửa được. Còn nếu như mà đây thay đổi quyền, nếu như mà giới hạn người có thể chỉnh sửa thì bạn có thể chọn ở đây. Ví dụ như là bạn chỉ muốn một mình thôi thì bạn có thể chọn là chỉ bạn thôi. Còn nếu như bạn muốn có ba người, bạn muốn hai người chỉnh sửa được thì bạn có thể chọn ở đây. Ở đây thì mình chỉ có một người thôi thì mình tích một người. Đấy các bạn hiểu không? Bạn tích một mình thôi. Còn khi mà có hai người thì bạn có thể tích hai người là muốn chọn, còn người nào không muốn chọn thì bạn bỏ tích, thế là xong. Ở đây mình chỉ chọn là chỉ mình tôi, chỉ bạn thôi, đúng không? Còn ok. Thì khi mà xem này, bất cứ ai vào cái trang tính này thì đều không có quyền chỉnh sửa hết. Đều không có quyền chỉnh sửa, chỉ có một mình bạn thôi. Còn cái vùng mà bạn quyết định là được chỉnh sửa hay không, hoặc là vùng khóa thì đây, thì nó ở cái chỗ chỗ này này. Đấy, chỗ này này. Bạn hình dung không? Đấy, đã xong. Sau đó thì ở đây nó sẽ hiển thị toàn bộ các cái bảo vệ của bạn. Đây ví dụ như cái mô tả này bảo vệ trên toàn bộ trang tính này, thì bạn có thể thêm một một số cái nữa tùy bạn thôi, đúng không? Nếu mà không thích nữa thì bạn có thể xóa đi này. Đấy, xóa đi đó, hoặc là sau khi xóa xong bạn ấy thì bạn lại thêm thêm vùng này, hoặc là xong là ấy đặt quyền các thứ xong thì bạn lại thêm một vùng khác, thì nó có nhiều cái vùng bảo vệ này. Đấy, như thế. Đấy, ví dụ bạn thêm cái nữa này. Đấy, nó sẽ có nhiều cái như thế này. Đấy, nếu bạn không thích thì bạn xóa đi. Đấy, bạn hình dung rồi chưa? Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúc bạn thành công nhé. Nếu các bạn thấy video hướng dẫn này hữu ích đối với bạn thì các bạn đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình sẽ ra nhiều video hay và hữu ích hơn đối với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.